Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phương Đông TV. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn thông tin Nga bó tay trước vũ khí điện tử của Mỹ tại Venezuela. Kính thưa quý vị và các bạn, Venezuela từng là cường quốc giàu nhất khu vực Mỹ Latin và cũng là nước có dự trữ dầu thô lớn nhất thế giới. Khi ấy, dầu mỏ được xem là giếng tiền vô tận của quốc gia này. Tuy nhiên, giá dầu giảm và sai lầm trong quản lý kinh tế trong nhiều năm qua đã khiến họ chìm vào khủng hoảng từ năm 2014. Cuộc khủng hoảng khiến Venezuela không thể duy trì hệ thống trợ giá và kiểm soát giá cả như trước đây. Hệ quả là lạm phát ngày càng tăng tốc, nội tệ mất giá và tình trạng thiếu nhu yếu phẩm diễn ra tràn lan. Những ngày gần đây, hàng loạt các vụ mất điện trên diện rộng đã diễn ra tại nước này tổng thống venezuela nicolas maduro đã cáo buộc các đối thủ sử dụng đất nước của ông làm nơi thử nghiệm cho một chiến lược cách mạng màu kiểu mới và các loại vũ khí chưa từng được thực hiện trên thế giới trước đây venezuela đang chứng minh với thế giới rằng chúng tôi đang phải đối diện với một cuộc chiến chưa từng có trước đây với mỹ họ đã phát động một cuộc chiến tranh điện tử đây không phải là một cuộc xâm lược trực tiếp bằng bom đạn tên lửa mà là tấn công nhằm vào các mục tiêu công cộng nhằm hủy diệt cuộc sống của cả một quốc gia ông Maduro cho biết, theo Tổng thống Venezuela, hệ thống điện của quốc gia này đã phải chịu các cuộc tấn công bằng vũ khí điện tử nhằm vào hệ điều hành của nhà máy thủy điện Guri và hệ thống mạng lưới truyền tải điện khắp quốc gia. Hệ quả, Venezuela đã phải chịu cuộc mất điện tồi tệ nhất trong lịch sử từ tháng 3 đến nay và gần như hồi phục không đáng kể. Hiện tại, gần một tháng qua, hệ thống điện năng ở Venezuela vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn. Nhà máy thủy điện Guri cung cấp 70% nhu cầu điện năng cho toàn Venezuela đã bị hủy hoại toàn bộ trung tâm điều hành. Ngoài ra, ghi nhận thêm hai cuộc tấn công quy mô lớn vào các trạm biến áp và đường dây vận tải điện trong tháng 3. Công ty điện lực quốc gia Corpoelec cũng đã nhấn mạnh các cuộc tấn công này chưa từng có trước đây và đơn vị này đang phải nhờ đến các chuyên gia của Nga tham gia vào quá trình khắc phục và sửa chữa. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 28 tháng 3, các chuyên gia của Nga đã có mặt tại Venezuela để tiến hành nghiên cứu và tìm cách giải quyết triệt để vấn đề. Venezuela cũng vừa công bố kế hoạch cắt điện luân phiên trên toàn quốc để phục vụ mục đích sửa chữa toàn bộ hệ thống truyền tải điện và khôi phục hoàn toàn nhà máy thủy điện Guri. Kế hoạch này sẽ bắt đầu vào hôm mùng 5 tháng 4. Đây là lần đầu tiên Venezuela chỉ đích danh phương pháp mà Mỹ đã sử dụng để tấn công vào các hệ thống điện năng của quốc gia này. Kể từ khi xảy ra sự cố mất điện hồi đầu tháng 3, Caracas chỉ đưa ra các cáo buộc mà không có thông tin thêm về phương pháp tấn công hay là các bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên, nếu thực sự Mỹ đã có một loại vũ khí điện tử nhằm hủy hoại toàn bộ hệ thống vận hành của một nhà máy quy mô lớn như là đập Guri, thì cho thấy rằng Mỹ đã sở hữu thêm một phương pháp nhằm thay đổi các hình thái chiến tranh truyền thống. Đáng chú ý, đã một tháng trôi qua kể từ khi xảy ra sự cố mất điện và các chuyên gia Nga được cho rằng đã trực tiếp tham gia giải quyết vấn đề trong khoảng từ một tuần cho đến 10 ngày trở lại đây. Dường như loại vũ khí này nếu được sử dụng đã hoàn toàn khiến các chuyên gia Nga bó tay. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Maduro tuyên bố vào hôm 3 tháng 4 về việc sẽ gia tăng lực lượng dân quân dự bị của Venezuela từ 2,1 triệu người lên 3 triệu người. Tôi đã ra lệnh thành lập 50.000 đơn vị quân sự và bố trí ở tất cả các khu vực trong thành phố, các trung tâm nhà máy, xí nghiệp quan trọng và các địa điểm lân cận nơi cửa ngõ ra vào các thành phố lớn. Các lực lượng dân quân này sẽ được đảm bảo quân số 3 triệu người, được huấn luyện và trang bị đầy đủ. Đây là lực lượng quan trọng để đảm bảo an ninh cho đất nước, ông Maduro nhấn mạnh. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại những bản tin tiếp theo.